Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nữa xin kính chào toàn thể và thân của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta luôn luôn trang bị lời của Đức Chúa Trời cho chính mọi đời sống của mình, để chúng ta được đầy đủ lời của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ mở trong Roma đoạn 5 nhé. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 17 cho đến hết đoạn. Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị, thì cũng bởi một người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được tăng sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dừng hẳn. Vì thế bởi tội phạm của một người mà mọi người bị đoán phạt, cũng bởi việc công chính của một người mà sự xưng công chính để được sống được rải ra cho mọi người. Như bởi sự không văn phục của một người mà nhiều người thành ra tội nhân, thì cũng bởi sự văn phục của một người mà nhiều người được thành ra công chính. Chính luật đến để sự phạm pháp gia tăng, nhưng ở đâu có tội lỗi gia tăng thì ân sủng là càng dồi dào hơn. Hầu cho tội lỗi thống trị bằng sự chết thế nào, thì ân sủng cũng thống trị bằng sự công chính để đem lại sự sống vĩnh phúc qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Amen. Amen. À, trong đoạn Kinh Thánh này tôi thích hai cái chữ đó là gì biết không? Hai cái chữ đó là thống trị. Amen. Satan thì thống trị sự chết, nhưng mà Chúa Giê-xu thì thống trị về vương quốc sự sống. Những người ở trong tội lỗi thì bị thống trị bởi Satan, còn những người được tuyên xưng là công chính thì thống trị đóng sự sống trong vương quốc sự sống. Đó là vương quốc thiên đàng mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời sáng tạo nên vũ trụ này. Khi Ngài sáng tạo nên thế giới muôn loài vạn vật, Ngài sáng tạo cho loài người, và con người được xưng là con của Đức Chúa Trời. Hỏi về ma Luca 3:38 đó rằng là xếp con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Amen. Và sáng tới cái đoạn 2:5 thì Chúa nói rằng Chúa đặt tên cho họ là người. Nên ngày hôm nay chúng ta có một tên gọi là con người. Amen. Con có nghĩa là con Đức Chúa Trời, người có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đặt tên cho chúng ta. Amen. Con người đầu tiên là Adam và Eva được gọi là con của Đức Chúa Trời, và họ là người. Amen. Và bây giờ thì gọi là loài người, bởi vì đông quá rồi nên gọi là loài người. Và sau đó thì con người đặt tên cho muôn loài vạn vật, và muôn loài vạn vật có tên là bởi con người đặt tên. Amen. Như vậy thì không phải là con người ra từ khỉ nha. Phải không em ạ? Như vậy là con người đặt tên cho muôn loài vạn vật, con khỉ, con người, tất cả bởi con người đặt tên, chứ không phải là con khỉ nó thành con người. Amen. Chúng ta có cơ sở là lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay anh chị em là những người được gọi là con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải hiểu cái từ con người là gì. Amen. Khi người khác ta hỏi rằng là bạn có phải là con người không? Tôi nói đúng rồi, tôi là con người. Nhưng mà con người có nghĩa là gì? Con người ra từ đâu? Thì chúng ta cần phải biết rõ lời của Đức Chúa Trời. Thế giới này họ biết họ là con người, nhưng mà họ không biết con người có nghĩa gì. Cái chữ con người đó từ đâu mà có, và con người sinh ra ở đâu?
họ không có nguồn gốc, không có biết, và chính họ là con người, họ không hiểu cái chữ con người là gì nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu và biết, bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời và là người. Amen. Và khi Chúa Giêsu đến thì Ngài được sinh ra thì cũng được gọi là con Đức Chúa Trời, phải không ạ? Chúa Giêsu sinh ra thì thiên sứ bảo với bà Maria là con thánh sinh ra đã được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Và Chúa Giêsu cũng là người, phải nghe không? À, chỉ có một Đức Chúa Trời và cách trung bảo ở giữa loài người và Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giêsu Christ là người. Amen. Và Chúa Giêsu thường hay sử dụng con người đến để làm gì? Tìm và cứu kẻ hư mất. Nên Chúa Giêsu được gọi là con người. Khi Chúa Giêsu trở thành người, Ngài là con Đức Chúa Trời, bởi vì sinh ra bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng là con người. Và chúng ta thấy chữ con người đó ghi chữ hoa, bởi vì Ngài chính là con cả giữa vòng anh chị em. Ngài chính là con trưởng nam và chúng ta là con thứ. Amen. Amen. Bởi vì Hebrew đoạn 2 câu số 10 11 nói rằng là Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta vào trong vinh quang, nên khiến tánh không có tội lỗi gì hết á, chịu thống khổ, phải chịu thống khổ hoàn hảo trong sự thống khổ, và đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành con còn một. Yeah. Amen. Như vậy Chúa Giêsu là đấng thánh hóa, và chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được thánh hóa bởi huyết của Ngài, và chúng ta với Chúa Giêsu trở thành con còn một. Yeah. Amen. Amen. Và ngày hôm nay chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Thế giới này người gọi là nó là chúng ta là cơ đốc nhân, là người theo Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta là con Đức Chúa Trời. Amen. Phải vậy không? Amen. Nhưng thế ai đã nhận ngày ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin trong Ngài, người ấy không phải sanh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi người nên, nhưng mà sanh bởi Đức Chúa Trời. Ai là những người được tái sanh là sanh bởi Đức Chúa Trời. Ai được gọi là con Đức Chúa Trời bởi vì người đó được Đức Chúa Trời sanh ra. Amen. Chúng ta phải xác định cái vị trí của chúng ta như thế nào để chúng ta sống trong giữa thế gian mờ tối này. Chúng ta tỏa ánh sáng, chúng ta dấy lên và sáng toàn ra. Chúng ta phải xứng đáng là con của Đức Chúa Trời, là một con người thật sự, một con người thực thụ, có linh hồn và thân thể đầy trọn. Amen. Cái ý quyền mà Đức Chúa Trời ban cho loài người đầu tiên đó chính là cái quyền quản trị, phải không ạ? Có phải là con người có quyền quản trị muôn loài vạn vật trên thế giới này không? Cả chim trời cả biển, phải không? Quyền quản trị. Mà cái quyền quản trị chúng ta nhớ nè, quản trị có nghĩa là quản lý tài sản của Chúa Trời. Amen. Những gì chúng ta có chính là sống của chúng ta, là từ Đức Chúa Trời mà ra, chứ không phải là chúng ta là chủ. Chúng ta quản lý cho ông chủ. Amen. Và ông chủ ấy là Đức Chúa Trời, là người cha vô cùng tuyệt vời, là một người cha vô cùng giàu có và rất là quyền năng, Ngài là toàn năng, toàn tri và toàn tại. Như vậy thì chúng ta là người quản gia cho Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng chức vụ chúng ta có sung sướng không? Của cha là của con, nếu chúng ta vâng lời Ngài. Amen. Cái người con trai hoang đường đó, khi mà Đức Chúa Trời, khi mà người cha nói rằng là con ơi, của cha là của con, thì chúng ta biết được rằng là đứa con nó nói rằng là cha ơi, con không bao giờ trái lệnh của cha, con vâng lời cha. Nên ông cha ông có nói rằng là của cha là của con. Amen. Nếu mà đứa con hoang đường thì có phải là của cha là của con không? Câu chuyện mà con ra hoang đường thì chúng ta cũng thấy được rằng là nó ra khỏi nhà cha thì bây giờ nó không còn quyền gì trong nhà cả, và không thể gọi là của cha là của con được. Nhưng mà đứa con vâng lời thì của cha là của con. Amen. Nên chúng ta phải là người vâng lời, phải là người quản gia trung tín. Amen. Một người quản gia trung tín như là Joseph, như là những con người mà trung tín mà trong Kinh Thánh đã ghi chép, thì chúng ta sẽ hưởng tài sản của cha mình, đó là của cha và của con.
của cha là của con. Amen. Con người đã bất tuân. Chúng ta biết rằng là khi Đức Chúa Trời dựng cái con người đầy đủ mọi sự trong vườn Ê Đen rồi, phải vậy không? À, chỉ là quản trị mà thôi, và làm việc trong và giữa vườn quá sung sướng phải không? Mà quá sung sướng thì sao? Sinh tật đúng không? Tất cả mọi thứ Chúa cho sử dụng đầy đủ mọi thứ, không có thiếu gì hết. Nhưng mà thích cái tấm đó, tò mò thích, hình như có cái gì đó bí mật ở trong đó, và đó là điều mà Satan nó thừa cơ hội để mà cám dỗ con người, và con người sa vào tội lỗi. Con người phạm tội bởi vì lý do là muốn tìm những cái gì mà cấm kỵ đó, tìm những cái gì mà bí mật, thích như vậy bởi vì tất cả mọi sự được đầy đủ rồi, giờ tìm những cái thứ cấm. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy gì đó không? Bắt đa số nhiều con người đầy giải mọi sự, không thiếu thốn gì, có tiền, có quyền, có đủ hết mọi thứ rồi sinh tật, và tìm những cái thứ mà cấm nó, chẳng hạn như là ma túy, cái gì đó mà cho nó phê, cho nó bay bổng lên kiếm tầng mây á, và trở đây là tệ nạn xã hội và tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, phải không ạ? Bởi vậy thì chúng ta thấy là con người bị mất đi cái uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho khi bị đuổi ra khỏi vườn này nè. Phải làm đổ mồ hôi trán ra mới có mà. Đất thì bị lúa xả và sinh ra cái sự đau khổ trong gia đình, như là Cain đã giết Abel. Rất là đau lắm. Con người không còn quyền gì cả thì bị đuổi ra khỏi vườn này nè. Tâm linh nó bị chết đi rồi, không còn liên lạc với Đức Chúa Trời, không còn trò chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời được nữa. Như vậy thì cái quyền đó nó bị mất đi, và họ không còn ở chung với sư tử, không còn ở chung với chó sói được nữa, phải không? Và những cái con vật nó lại cắn con người, và nó làm cho con người ở trong sự khốn khổ, bởi vì con người đã mất đi cái ý quyền, đánh mất đi ý quyền bởi vì do tội lỗi con người đã gây ra. Và chúng ta thấy là y quyền trong linh, trong tâm linh, nếu một người thật sự tâm linh được sống lại thì người đó có y quyền. Amen. Một người đầy giải thánh linh của Đức Chúa Trời thì người đó đầy giải quyền năng của thánh linh Đức Chúa Trời. Nên chúng ta biết được cái lời mà Chúa hứa, khi con người phạm tội về mất đi cái y quyền và con người phải ở trong sự đau khổ đó, thì Đức Chúa Trời có hứa rằng là dòng dõi người nữ thay giải dài đạp đầu con rắn và mày để cắn gót chân. Và lời đó tiếp tục phải được ứng nghiệm trong thế giới loài người, và cho đến đúng thời kỳ thì Chúa Giêsu được sinh ra. Adam thứ nhất đã đem con người vào trong tội lỗi, thì Adam sau cuối này sẽ đem con người trở lại sự công chính. Adam thứ nhất đã ra khỏi vườn Eden, còn Adam sau cuối này sẽ đem con người vào trong vườn Eden trở lại. Amen. Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, nhưng bởi tội lỗi đến có sự chết, và sự chết thống trị đến con người. Nhưng mà qua Chúa Cứu Thế Giê-xu thì con người đã được phục hồi lại cái ý quyền đó, và con người sẽ thống trị. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, dòng dõi người nữ, chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu được sinh ra bởi người nữ đúng không? Chúa không nói là dòng dõi người nam, nhưng mà dòng dõi người nữ hơi lạ, phải vậy không? Bởi vì cái người nữ này không sống với người nam mà sinh ra, nay không có nói gì, không liên quan gì đến người nam hết. Đây là dòng dõi của người nữ. Amen. Đó là phẩm sắc thiệt, là dòng dõi người nữ. Nhưng mà phần tâm linh thì chúng ta thấy người nữ ấy là ai? Chúng ta nhớ không? Phần tâm linh người nữ ấy chính là Israel. Bởi vì theo nguyên đoạn 12 thì có nói rằng là
Đức Phật giáo nói tôi thấy một người nữ mặc áo, nhớ không? Mặc áo gì? Tàu đậu cái gì? Trăng thì có gì? Mặc áo và mặt trời, phía trong thì có mặt trăng và đầu đội 12 ngôi sao. Và người nữ ấy sinh ra một con trai, và con trai ấy lấy cây gậy sắt mà cai trị, đúng không? Rồi được cấp lên trời, đúng không? Như vậy người nữ ấy là ai? Đầu đội 12 ngôi sao đó là 12 chi phái Israel. Mặt trời và mặt trăng nói về cái giấc mơ mà Joseph đã thấy rằng là mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao dưới sự cai trị của ông. Nó lên nhà Jacob và nó lên nhà Israel. Amen. Từ người nữ, đó là bà Mary, sinh ra Chúa Giêsu, và từ Israel sinh ra một tấm cứu thế. Amen. Amen. Và đấng đó là đấng được Đức Chúa Trời sức dầu bằng thánh lực và quyền phép. Amen. Đấng đó trở thành một con người thật sự. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cội nguồn của Ngài chính là ngôi lời, Ngài là Đức Chúa Trời. Và ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Ngôi lời đó trở thành một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Amen. Bằng xương bằng thịt như chúng ta. Như Phật Thích Ca có nói rằng là ta không phải là đấng cứu thế, nhưng mà đấng tại sao ta không là đấng cứu thế theo cái tin Phật ở Thái Lan. Nói như vậy, Chúa Giêsu mới là đấng cứu thế. Amen. Bởi vì nguồn gốc Ngài chính là Ngài là Đức Chúa Trời, và trở thành một con người. Mà khi trở thành người, Ngài được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và trở thành người thì Ngài phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen. Một con người mà Đức Chúa Trời sử dụng, một đấng Messi, một đấng được sức dầu, hay là các tiên tri, đều được sức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép. Một con người được Chúa sử dụng đều được sức dầu. Và Chúa Giêsu dù Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà trở thành người thì Ngài được sức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép. Và Chúa Giêsu được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen. Và Chúa Giêsu vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng xem sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài từ bỏ mình đi, lấy hình đô tớ và trở nên giống như loài người. Ngài hạ xuống như một người, phân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen. Như vậy Chúa Giêsu chúng ta là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài trở thành người. Suốt 33 năm đó, Ngài không sử dụng cái quyền của một Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà Ngài sử dụng cái quyền của một con người. Amen. Con người được Đức Chúa Trời sức dầu, con người đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh ở cùng Ngài. Amen. Đức Chúa Trời sức dầu cho Giêsu bằng Thánh Linh không hạn được. Amen. Và bao nhiêu quyền phép xảy ra, bao nhiêu sự chữa lành xảy ra, một nhiều quỷ được cử ra, nhiều kẻ chết sống lại, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Và cảm ơn Chúa. Sau đó thì 3 năm rưỡi sau thì Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá. Và trước khi Ngài chết trên thập tự giá thì Ngài cũng đã báo trước cho các môn đồ về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Và Ngài nói là khi Ngài treo lên cây cột thì Ngài sẽ kéo nhiều người trở lại. Amen. Kéo nhiều người trở lại cùng ta. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tất cả những người ngồi đây là những người được Chúa Giêsu kéo đến. Amen. Nếu Ngài không kéo đến thì chúng ta không thể nào đến gần Ngài được. Amen. 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 Ngài thương xót chúng ta, Ngài ấn định trên đời sống chúng ta, gọi là tiền định á. Chúa chọn theo sự biết trước. Amen. Chúa biết chúng ta ăn năn và trở lại. Còn nhiều người cứng lòng mà không trở lại, Chúa không có chọn. Nhưng mà Chúa biết người nào
dù như thế nào nó có thể bắt bớ Chúa như là sa lơ, nhưng mà khi gặp Chúa thì hạ xuống ăn năn trước mặt Chúa thì Ngài chọn người đó. Ngài biết trước và Ngài chọn họ trở nên công cụ cho Đức Chúa Trời, để họ trở thành những con người rao giảng phúc âm thay thế Chúa Giêsu, để rồi đem cái sự cứu rỗi cho toàn thế giới này. Chúng ta nhớ là những môn đồ của Chúa Giêsu không phải chỉ giảng cho Israel mà thôi. Lúc tại thế đó Ngài sử dụng họ giảng trong Israel mà không có đi ra ngoài. Nhưng mà khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trên họ trong ngày lễ Phủ Tung, và Chúa Giêsu nói rằng là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Amen. Không phải là tại Israel mà thôi, nhưng mà phải đi khắp thế giới giảng tin lành. Đây một địa vị cao trọng, là một chức thầy tế lễ nhà vua, là đại sứ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một người bình thường đâu. Khi Chúa Giêsu sống lại thì Chúa Giêsu hà hơi trên các môn đồ và Ngài nói rằng hãy nhờ bà Đức Thánh Linh. Amen. Và các nhà giải kinh cho đó là lúc mà các môn đồ được tái sinh, các môn đồ tái sinh có nghĩa là nhận lãnh Thánh Linh lần thứ hai, lần thứ nhất là cho Adam, Ngài hà hơi cho Adam, bây giờ Ngài hà hơi cho các môn đồ. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài là Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Trong 33 năm Ngài tạm gác cái quyền đó, Ngài không sử dụng cái quyền của một Đức Chúa Trời, nhưng mà sử dụng cái quyền của con của Đức Chúa Trời. Và sau khi chết và sống lại, Ngài có hai danh hiệu, đó là đoạn 2 câu 36 của Công Vụ rằng Ngài chính là Chúa Tể và là Chúa Cứu Thế. Ngài có hai danh hiệu, Ngài là Chúa Tể, Ngài là Đức Chúa Trời và là Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế Giêsu đã hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen. Có nghĩa là ngày hôm nay Chúa vẫn cứu thế. Quá khứ thì Chúa đã cứu rồi, ngày hôm nay Chúa tiếp tục cứu, và cho đến 1000 năm mình ăn nữa, Chúa vẫn cứu những con người tin nhận Ngài. Nên Chúa Cứu Thế Giêsu không bao giờ thay đổi, Ngài vẫn tiếp tục cứu cho đến kỳ chung kết. Amen. Amen. Và Ngài là Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta nhớ điều này. Trước khi về trời, Ngài ban cái quyền đó cho con người, cho môn đồ của Ngài, đúng không? Hết thải quyền phép về trời dưới đất đã giao cho ta trong Ma-thi-ơ 28 từ câu 18 cho đến 20 chúng ta thấy. Có nghĩa là hết thải quyền phép về trời đó dưới đất đều giao cho ta. Bây giờ ta giao cho các con, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi. Amen. Này ta đã ban cho các con quyền và đạp sáng bọn cặp và mọi quyền cả đình chứ chân, không gì là hạ cho các con được. Đó là Luca đồng người con sống. Amen. Amen. Ngày hôm nay Hội Thánh của Chúa đã có cái quyền trở lại chưa? Chúa Giêsu đã lấy lại cái quyền đó rồi, và Ngài giao lại cho chúng ta. Amen. Chúng ta có một quyền rất lớn, là quyền của đấng tối cao ban cho chúng ta, chứ không phải là những cái quyền gì trên thế gian này. Nếu ai đó chúng ta làm việc cho nhà nước thì chúng ta có một cái quyền tùy theo cái chức vụ của mình. Amen. Amen. Nếu chúng ta làm chủ tịch viện thì chúng ta có quyền của chủ tịch viện, mà nếu chúng ta làm chủ tịch nước thì chúng ta có cái quyền của chủ tịch nước, đúng không? Amen. Nhưng mà cái quyền cao trọng nhất là quyền của vua thiên đàng, là vua của các vua, là chúa của các chúa ban cho chúng ta. Amen. Cái quyền này là nó có quyền thanh thanh lắm. Còn tất cả mọi quyền mà không có quyền của Chúa đó đều dưới quyền của Satan, không thể hơn Satan được. Chúa Giêsu của chúng ta trong Hebrew đoạn 2 câu 14 này, Ngài nói rằng là Ngài có thịt và huyết như chúng ta, nhưng mà khi Ngài chết thì Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Ngài chết, Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương, bởi vì một lý do Ngài phá diệt được là Ngài vô tội. Tất cả những người trên thế gian này không ai phá diệt quỷ vương được, bởi vì kẻ nô lệ không thể làm diệt ông chủ đó được, không thể nổi lên để rồi coi như dẹp ông chủ đó rồi để mình nắm quyền được. Và trên pháp lý của Đức Chúa Trời, đó là quỷ vương nắm quyền sự chết, nên không ai
là những con người trên thế gian này có thể đứng lên mà phá diệt cái cầm quyền này. Tất cả đều chết ở trong sự chết. Suy nghĩ, nói, làm, tất cả đều ở trong vương quốc sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Đây Phaolô kéo lên rằng ai có thể cứu tôi ra khỏi thân thể hai chết này? Phải vậy không? Ai có thể cứu tôi ra khỏi thân thể hai chết này? Cảm tạ Chúa, nhớ Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Như vậy thì Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta nó đã chết và đã sống lại cho chúng ta. Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết và quỷ vương, và Ngài giải thoát những người sợ chết và làm nô lệ xuống đời. Bây giờ chúng ta được giải thoát chưa? Ra khỏi sự chết và đến sự sống rồi đúng không? Từ nơi tối tăm đến nước sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan đến coi được Chúa Trời rồi. Amen. Chúng ta có vui sướng không? Có mừng không? Cười nay một người thấy cười quá. Chúng ta chúc tụng Chúa một tràng pháo tay. Giêsu của chúng ta đã chết và đã sống lại, Ngài tước quyền của Satan, Ngài cầm chìa khóa của sự chết của hoàng phủ. Bây giờ Satan chẳng còn một cái quyền gì hết. Amen. Sự chết hoàng phủ Chúa lấy lại rồi, chìa khóa này Chúa lấy lại rồi. Amen. Amen. Thì như vậy Chúa ban lại cho chúng ta cái quyền quản trị. Amen. Quyền nào là trên Satan, trên tội lỗi, trên độc hại, trên bệnh tật, trên tất cả. Amen. Sướng không quý vị? Amen. Sướng. Tôi nhớ một lần kia Hồ Thánh Đà Lạt ra đầu thông để mà thờ phượng Chúa trong ngày Giáng sinh. Bắt đầu mưa đổ xuống ầm ầm ầm. Tôi nói tất cả mọi người giơ tay lên, trong danh Chúa Giêsu Christ cơn mưa phải chấm dứt ngay bây giờ. Và cảm ơn Chúa cơn mưa dừng. Amen. Amen. Bên ngoài này mưa cả tiếng đồng hồ, nhưng mà cái khu vực của mình sinh hoạt thoải mái. Có quyền trên mưa. Amen. Trên mây. Amen. Trên biển. Amen. Amen. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng mà Ngài đã thực hành những cái gì của một y quyền của con Đức Chúa Trời. Ngài kêu cả chết sống lại nè. Ngài làm cho người què được đi, người mù được thấy, người câm nó được, người chết sống lại. Amen. Quỷ phải trốn chạy. Rồi gì nữa? Đi trên biển mà sóng ầm ầm, Ngài vỡ biển thì quyển biển yên sóng lặng. Amen. Đúng quyền đó được ban cho chúng ta. Amen. Amen. Hôm nay mình có sử dụng cái quyền này không? Có mà khác được Chúa. Như vậy là quá tuyệt vời phải không? Ở đây Chúa nói như thế này nè. Như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra tội nhân, thì cũng bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người được thành ra công chứng. Tiếp tục đến, để sự phạm pháp gia tăng, nhưng ở đâu có tội lỗi gia tăng thì ân điển sẽ dồi dào hơn, hầu cho tội lỗi thống trị bằng sự chết. Thế nào thì ân sủng cũng thống trị bằng sự công chính, để đem lại sự sống hạnh phúc qua Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta thể ấy. Amen. 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 Bây giờ chúng ta là người công chính, chúng ta sẽ thống trị trong sự công chính và đem lại sự sống đời đời. Amen. Cho nhiều người trên thế giới này. Amen. Amen. Thường một vương quốc thì có vua, có dân. Nếu vương quốc mà không có dân, không có vua thì không phải là vương quốc. À, vương quốc đó phải thì sao nữa? À, có hệ thống y tế, à, có bảo hiểm, không? Đầy đủ mọi hệ thống đó. Phải nhà nước phải đóng thuế, amen, mới có tiền để mà chi phí đúng không ạ? Và hệ thống của Đức Chúa Trời cũng không khác, vương quốc của Đức Chúa Trời cũng đầy đủ. Chúng ta có Chúa Giêsu là vua, và chúng ta là dân, amen, là dân thánh, dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, và tất cả những gì trong vương quốc, luật lệ của vương quốc thì chúng ta cần phải đảm bảo, để chúng ta là người có quyền để mà sử dụng cái quyền này. Amen. Nếu chúng ta không nộp phần 10 mà các của dân khác thì chúng ta hình như là chắc không có cái quyền, trắng tay, không có quyền để sai khiến tiền bạc được đâu. Yeah.
Bởi vì chúng ta không có bằng lời mà làm sao làm, đúng không? Rồi nếu mà chúng ta phạm tội lỗi này cho đến tội lỗi khác, dù chúng ta ở trong nước của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cứ phạm tội thì sao? Thì chúng ta mất đi cái quyền, rất là đau lòng. Tôi nói với ông Thánh, tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói rằng khi chúng ta đi vào cái sự sâu nhiệm của lời của Đức Chúa Trời và biết mình là ai đó, thì tôi nói rằng là con người của mình nó thật quá tuyệt vời, quá vui sướng, quá hạnh phúc. Amen. Con của Đức Chúa Trời không phải đơn giản là thiên tử. Amen. Là hoàng tử, là công chúa của Đức Chúa Trời và đầy đủ mọi sự. Chúng ta thấy người con trai hoang đường khi nó ra khỏi nhà thì sao? Có còn quyền gì trong nhà cha mình không? Đi ra khỏi nhà đó không còn cái sự che phủ của cha nữa. Phải vậy không? Chúng ta thấy những đứa em mồ côi thì sao? Thương không? Không có cha nên nó bị ăn hiếp nhiều không? Tội lắm. Nên Chúa nói sao là Đức Chúa Trời của kẻ mồ côi là vậy. Chúa binh vực những đứa mồ côi. Và cái người mà ra khỏi Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Adam đi, ra khỏi Đức Chúa Trời của mình thì sao? Ta phạm tội rồi, đau khổ lắm, đau đớn lắm. Tôi đọc Jeremy 17 câu 13 tôi học thốt. Người nào mà lìa khỏi Đức Chúa Trời, ra khỏi Đức Chúa Trời thì sao? Sẽ bị hổ nhục và được ghi tên vào sổ âm thủ. Kinh khiếp quá. Chúng ta ra khỏi cái sổ âm phủ rồi, đúng không? Nhưng mà ai ra khỏi Đức Chúa Trời thì sẽ được ghi tay vào sổ của âm phủ trở lại. Sổ sự sống xóa đi. Ta phải xóa tay trong sổ sự sống. Đây hỡi những người của Đức Chúa Trời, khi chúng ta trở thành người công chính, khi chúng ta được trao lại cái quyền và được quyền của làm con của Đức Chúa Trời đó, là một phải nói rằng là chương trình hoạch định của Đức Chúa Trời từ sáng thế cho đến khi Chúa Giêsu sinh ra và chết trên thập tự giá, là một chương trình hoạch định quá lớn lao. Và Đấng cứu thế là con Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời phải chịu thân xác loài người để mà chết thay cho chúng ta, để đem lại cho chúng ta một cái địa vị là con của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giêsu. Mà nếu chúng ta không biết cái địa vị của chúng ta là ai trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn cứ sống như người thế gian, cứ sống như người thế gian, thì sao? Người con trai hoang đường đó không được sự che phủ và cuối cùng rồi đói rồi khổ đến nỗi phải dành ăn với heo không có mà ăn được. Nhưng mà khi nó trở lại, khi nó trở về thì người cha luôn luôn chờ đợi và ôm cổ đó mà hôn, rồi mặc áo cốt cho nó và đeo nhẫn vào cho nó, mang giày vào cho nó, có nghĩa là Ngài phục hồi lại cái địa vị cho nó. Đừng bao giờ ra khỏi cha của mình, cũng đừng bao giờ ra khỏi hội thánh của Chúa. Gia đình của chúng ta là hội thánh, chúng ta có một cái gia đình lớn là hội thánh của Đức Chúa Trời. Có Chúa Thánh Linh làm chủ, có Chúa Thánh Linh là đấng lãnh đạo, có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Mà nếu ra khỏi nhà rồi mất tất cả, mất tất cả. Tôi nói là ra ngoài rồi, cái thằng nhỏ nhỏ nó cũng thấy mình, nó cũng ném đá, nó khủi, bởi vì mình không có cha bao phủ, nó không có cha để giúp đỡ. Những cái đứa nào mà tấn công con cái của mình mà người cha ra đứng mà dẫm chân cái là nó chạy, đúng không ạ? Còn những đứa mà không có cha thật sự là đau đớn, thật sự là rất là khổ sở, bị hại hiếp rất là nhiều. Và khi nó tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, là có một Đức Chúa Trời làm cha rồi, thì không còn ai dám đụng đến được. Amen. Tiếp quyền. Tôi nhớ lại khi tôi đi rao giảng ở chỗ Lộc Quảng, tôi dạy cho những anh chị em công giáo. Tôi đạp xe đạp xong rồi đó khoảng 9 giờ hơn, tôi bắt đầu đạp xe đạp đi ra. Vừa đi ra cái rồi cái mũi tôi đánh mùi là cái mùi rượu. Tôi nói rồi, chắc là có chuyện rồi.
Tôi biết là nó hâm dọa nhiều rồi, nhưng mà lần này thấy mùi rượu của là tôi biết là chắc chắn là nó có chương trình tấn công mình. Nó phải đạt tới một xíu nữa là bốn thanh niên rượu nông sạch nắm tay nhau dăng hai tay. Tôi nói là như vậy là mình thấy trường nào khó rồi. Tôi bắt đầu giơ tay lên và tôi làm một trang tiếng lạ, bốn đứa bỏ chạy mất tiêu, mất chết luôn. Cảm ơn Chúa. Bởi vì lúc đó là lúc mà Chúa giải cứu và bày tỏ cái ý quyền của con Đức Chúa Trời. Lúc đó mà tôi bị đánh thì không biết sẽ ra sao, bởi vì tôi không bắt ai, nó rất là nguy hiểm, có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà Chúa cho nó bắt bớ gì đó cho ban ngày tốt hơn. Chúng ta có thể sử dụng bất cứ cái quyền của chúng ta, bởi vì quyền của chúng ta không phải là ở trong hội thánh nó có quyền, mà chúng ta đi ra ngoài quyền, chúng ta có quyền để toàn thế giới. Việt Nam tôi vẫn đuổi quỷ được, qua bên Mỹ tôi vẫn đuổi quỷ được bình thường, bởi vì tôi là người của Đức Chúa Trời, là con của vua thiên đàng và được sai phái đi khắp thế giới, chứ không phải chỉ ở Việt Nam mà thôi. Amen. Nhưng mà cái quyền này là quyền rất lớn, quyền cái bình lập mặt tay để cái nào mới làm sáng lòng. Amen. Tuổi quý thì quý dạy, và chúng ta làm thế nào để cái yêu quyền đó mỗi ngày gia tăng, gia tăng và gia tăng. Đây hội thánh của Chúa những ngày đến, những năm đến, chúng ta phải tổ chức những cái buổi truyền giảng chữa lành, liên tục chữa lành. Và nay chúng ta có truyền thông, chúng ta có thể đăng lên và nhiều người khắp nơi họ có thể chạy đến. Từ hội thánh này Môi-se, hội thánh Giô-an, hội thánh Olive, ba hội thánh lớn và ba hội thánh này rộng rãi, thì chúng ta có thể mở ra những cuộc truyền giảng đem sự chữa lành, và chúng ta cá nhân chứng đạo chữa lành cho người ta, bảo là lập trung tâm giải cứu chữa lành, chữa lành và mở hội thánh mới. Chúng ta phải làm, bởi vì nếu chúng ta không làm thì sao? Chúng sẽ sử dụng người khác đấy. Mất cơ hội. Một cái câu chuyện, anh này anh là công an, học trường công an ra, rồi vào đơn vị, người ta phát cho bộ đồ công an, mũ công an, giày công an, roi điện, súng, làm công an giao thông ra ngoài ngã tư, đứng đó, để làm gì? Điều khiển giao thông đúng không? Nhưng mà anh này anh thấy người ta vượt đèn đỏ chẳng thèm nói, người ta đi lệch đường cũng chẳng thèm nói, đụng nhau kẹt. Xong ra mà khi về đó thì đơn vị khiển trách lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba cử việc, bởi vì anh được giao việc mà không chịu làm. Amen. 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 Chú có giao cho biết bạn chị em chưa? Chú giao cái quyền đó để chúng ta làm ăn phải không? Để tích lũy tiền bạc rồi sau đó đi lên rồi bỏ lại không? Có phải không? Không. Cái quyền đó rất lớn, tôi nói với hội thánh của Chúa là cái quyền đó rất lớn. Cái quyền mà ở trên thế gian này, nói về trong xác thịt đó, không có quyền nào lớn hơn cái quyền của con Đức Chúa Trời. Không có quyền nào mà đuổi quỷ được quỷ chạy, không có quyền nào mà đặt tay lên ung thư, ung thư được làm suy tạc nó không hết. Rồi tất cả những bệnh tật, không có quyền nào mà có thể biến đổi một con người từ tệ nạn xã hội trở thành một con người tốt cho Đức Chúa Trời, cho xã hội này. Chỉ có cái quyền mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, quyền mà Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta. Cái quyền này rất lớn và chúng ta hãy thực hiện cái quyền đó. Amen. Amen. Phải thực hiện cái quyền, không thể nào cất giấu cái quyền đó, không thể nào cất giấu tà lâm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được. Để cất giấu tà lâm thì sao? Chúa nói là tài tới gian ác chôn á, quét ra ngoài đâu khóc lóc mà nghiệp. Hãy thực hiện cái quyền đó trên gia đình của chúng ta, hãy thực hiện cái quyền đó trên bạn bè của chúng ta, những người nào đau ốm bệnh tật thì chúng ta nói chuyện với họ và cầu nguyện cho họ, chữa lành cho họ, thăm bệnh viện cầu nguyện chữa lành cho những người trong bệnh viện. Amen. Amen. Cái quyền đó có phải là chỉ cho một sư không? Cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người đúng không? Tất cả mọi người ai tin thì nhớ danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Quyền là con của Đức Chúa Trời là nói tiếng lạ, là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời có quyền để nói tiếng lạ. Amen. Thế giới này người ta không có quyền đó. Nói chuyện với Đức Chúa Trời, giao thông với Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta
biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta hành động. Amen. Amen. Chúng ta phải sử dụng cái quyền tất cả trong ta, có nghĩa là cái tội lỗi, dám nói về tội lỗi, và Chúa Giêsu tranh quyền tội lỗi và ban cho chúng ta cái quyền tranh tội lỗi. Chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Amen. Nhưng mà chúng ta phải tranh quyền tội lỗi trên mọi chất độc hại, mọi thứ thuốc độc. Bây giờ thế giới này đầy giải thuốc độc, đồ ăn là đầy giải thuốc độc, nhưng mà chúng ta có cái quyền năng tranh thuốc độc và quyền năng của Chúa thải thuốc độc ra khỏi và không làm hại chúng ta được. Amen. Và có quyền tránh bệnh tật. Tây chỉ mới nói năm dấu lạ thôi, còn biết bao nhiêu là phép lạ mà chúng ta sẽ sử dụng để hành động. Nếu chúng ta được mời làm chủ tịch huyện, chúng ta có làm không? Làm cái gì nhỏ nhỏ chúng ta đã thích rồi, đừng có nói chuyện làm chủ tịch. Nhưng mà làm trong cơ quan trung ương tối cao, một chức vụ tối cao đầy quyền năng mà chúng ta lại cũng làm rồi sao? Nhận lấy quyền phép mà làm chức vậy ta. Các môn đồ của Chúa Giêsu nói rằng là thưa Chúa, có phải lúc này Chúa dừng lại đi xin lên? Tôi nói là cái chuyện đó các người không cần biết. Nhưng mà khi thánh linh giáng xuống á, thì các người nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Amen. Amen. Khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, chúng ta nhận lãnh quyền năng, thì phải làm chứng cho Chúa. Đây là con đường duy nhất, không có đường nào khác. Dù chúng ta làm việc ở trong chỗ nào, hãy làm chứng cho Chúa Giêsu. Đừng bao giờ quên cái việc này. Tôi nói với hậu thánh của Chúa, chúng ta đã ra khỏi quyền lực của Satan rồi, chúng ta đã ra khỏi tội lỗi rồi, chúng ta ra khỏi bệnh tật rồi. Amen. Chúng ta ra khỏi tất cả những gì chúng ta nô lệ ngày xưa rồi của sự chết. Bây giờ chúng ta ở trong sự sống, chúng ta được tự do, chúng ta ở trong thiên đàng, chúng ta ở trong quyền năng. Mà cái bệnh tật đấy, chúng ta nói là trong danh Chúa Giêsu Christ mà đi ra khỏi ta, ta không chấp nhận bệnh tật, bởi vì bệnh tật là từ tội lỗi. Nên ta không chấp nhận bệnh tật hãy đi ra khỏi ta, những linh gây bệnh tật hãy đi ra khỏi ta. Amen. Phải vậy không? Những gì ô uế xấu xa trong danh Chúa Giêsu Christ hãy đi ra khỏi ta, ra khỏi tâm trí của ta. Amen. Tâm trí cũ, đồ lị cũ, kiếp lý, những gì của thế gian hãy đi ra khỏi ta trong danh Chúa Giêsu, và không chấp nhận tất cả những thứ đó, mà chúng ta phải được thuộc họ. Tôi nói với hội thánh rằng là nếu hội thánh của chúng ta ai nấy đều biết được rằng là Chúa Giêsu đã lấy lại cái quyền từ nơi Satan mà giao lại cho mình rồi, và cái quyền này là quyền trên toàn thế giới, cả trên trời dưới đất, Chúa đã nói như thế. Bây giờ chúng ta phải đi ra để chữa lành cho người khác, đi ra để cứu con người ra khỏi tội lỗi. Họ đã bị nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ. Bây giờ chúng ta phải giải thoát họ. Đây là niềm lớn lao vô cùng mà Chúa ban cho chúng ta. Hãy nói với người bên cạnh, Chúa Giêsu đã ban quyền cho bạn rồi. Hãy thực thi cái việc đó. Từ đây cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Không thể mất đi cái quyền đó được. Cái quyền đó ban phát triển. Chúng ta hãy giao thông với Chúa, làm theo lời của Chúa. Một đại sứ của Đức Chúa Trời phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Một công dân của Đức Chúa Trời hay là con của Đức Chúa Trời phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời, và lời đó nhắc nhở đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta biết được cái quyền mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Để rồi chúng ta nói với ma quỷ, hãy đi ra khỏi. Chúng ta có quyền trói, có quyền buộc. Amen. Có quyền ra lệnh, có quyền công bố. Biết bao nhiêu người đã được giải thoát, như cô Mai ở đây chúng ta thấy nè, cái móng chân cái nó đã chết, nó đã đen rồi, bác sĩ kiểm tra không, nhưng mà cổ nói rằng là trong danh Chúa Giêsu Christ sự chết phải đi ra. Amen. Sự sống phải đánh cái móng chân đó. Amen. Và từ từ nó sống lại cho đến bây giờ nó không còn nữa. Chúng ta ở trong sự sống, ở trong vương quốc thiên đàng, và chúng ta đã công bố được bao nhiêu bệnh tật đã được chữa lành rồi. Amen. Quỷ nó chạy rồi, và biết bao nhiêu điều. Chẳng hạn có con người chồng bỏ đi suốt 4 năm chẳng có biệt tích, tâm biệt tích. Nó một sơ lo giờ phải làm gì? Tôi nói là đi cho tay ông chồng ngay cái chỗ mà đứng răng rửa mặt buổi sáng đó, cái mộ buổi sáng mình tới đó, hay là lúc nào mà tới đó mà thấy cái tay đó, nhân danh Chúa Giêsu Christ chồng trở về nhà, bất cứ đi đâu chồng phải trở về nhà. Tôi nói là thiên sứ của chúng tôi là kéo ông trở về nhà. Tâm Chúa 2 tháng sau là lù lù
ở tới bây giờ mà không có đi đâu hết, yêu vợ thương con. Amen. Amen. Thực ra mọi bác của tôi cũng hướng dẫn mấy người bị bán qua Trung Quốc, nhân danh Chúa Giêsu ra lệnh cho cái tên nó con của mình trở về nhà và cảm ơn Chúa. Dù nó ở đâu đi nữa thì thư cũng biết và kêu ra trở về nhà. Amen. Biết bao nhiêu cái quyền mà chúng ta phải cần phải làm cái cuộc sống của chúng ta, làm cho chúng ta, gia đình của chúng ta và cho người khác, chúng ta phải sử dụng cái quyền đó để rồi cái quyền đó mỗi ngày càng gia tăng. Chúng ta ơn càng thêm ơn. Đức tin đã dập lên đức tin nữa. Amen. Mà nếu chúng ta không làm thì sao? Chúa buồn lắm. Con cái của Chúa nhìn vào con của ta, nhưng mà nó chui vào trong góc rồi nó đưa lưng cho ma quỷ nó đóng rồi nó cha ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Quyền ở đâu? Pháp mà quyền là lớn chứ không phải là cái chui khom lưng để cho nó đánh rồi Chúa ơi cứu con bệnh quá, con nghèo, con khổ, con đủ thứ hết. Hãy nói lên nghèo đói đi ra. Amen. Hãy sự giao nó đến cho con. Amen. Con là người trong vương quốc thiên đàng phải giao nó đến. Amen. Và tụi nó thấy vào cảnh này tất cả những gì Chúa dạy trong luật lệ của Đức Thiên Đàng hãy làm đi. Amen. Và quý vị hãy nhìn xem tôi đang sống, tôi và gia đình, bởi vì tôi làm theo Chúa Giêsu. Amen. Amen. Chúa Giêsu dạy gì tôi làm theo. Chúa Giêsu nói nè, tìm riêng ra cho Chúa đi con, con bỏ xe ôm đi con, là tôi. Amen. Bỏ cái nghề của mình, bước đi theo Chúa, trở nên người truyền giáo, trở nên người chân đạo, và cho đến bây giờ thì Chúa cho tôi đi khắp nơi trên thế giới. Amen. 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 Không đâu, đừng có nhìn đâu xa, nhìn cuộc sống của mình được không? Amen. Suốt mấy chục năm này đâu có làm gì, Chúa vẫn nuôi đầy đủ mà. Amen. Chúng ta Chúa sẽ đền bù gấp đôi. Nếu tôi đứng vào nơi sức mẹ, đứng vào cái chỗ đức của ngươi trong Sacheri là 9:12, ta sẽ đền bù gấp đôi. Amen. Hãy đứng vào cái chỗ đức của mình, hãy đứng vào cái địa vị của mình, Chúa sẽ đền bù cho chúng ta gấp đôi. Đừng có sợ gì hết, hãy bước đi. Là Chúa đó, hỡi bà nhỏ đừng sợ chi vì cha các con ở trên trời đã bằng lòng ban đức thiên đàng cho các con rồi. Amen. Chúng ta có cả thiên đàng rồi, và chúng ta là những con người của Đức Chúa Trời, là một cơ quan tối cao, một cơ quan quyền năng rất lớn. Không có cơ quan nào trên thế giới này mà bằng cái cơ quan của Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Amen. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng không? Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng. Adam đã đánh mất yêu quyền. Con người ở trong sự đau khổ, Chúa Giêsu đến, Ngài chết, lấy lại cái quyền đó trong con người, và Ngài giao lại cái quyền đó trong con người. Và ngày hôm nay chúng ta đang nhận lấy lại cái quyền đã mất từ nợ tổ phụ chúng ta, và chúng ta phải thực thi cái quyền mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để được cái quyền đó đem cái sự giải phóng cho nhiều người trên thế giới. Và chúng ta là những người mở trói cho họ, là những người chữa lành cho họ, là những người giải cứu họ ra khỏi quỷ dữ, ra khỏi vương quốc của sự đau lòng, ra khỏi vương quốc của sự để có thể sống ở trong vương quốc đầy dạy sự sống của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa mong mình có đến với người. Và đến chúng ta, mỗi một người chúng ta đều với Chúa và cảm ơn người với Chúa qua đời đến của Chúa đã công bố đến trên đời sống của mình, và chính lời của Ngài sẽ đến và nhắc nhở và chúng ta hiểu được và chúng ta thực hành trong lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.